chào các em. Hôm nay cô sẽ dạy cho mấy em là bài 12 Robots. Là phần còn lại của bài đó là lesson from 4 to 7. Gồm có là communication, skill 1, 2 and looking back. Rồi trước khi chúng ta vào bài thì mấy em chúng ta khởi động chút xíu nha mấy em. Nào look at labeling, what does it mean? Labeling nghĩa là gì mấy em? Đó là cái là dán nhãn. Vậy chúng ta dán như thế nào đây? Rồi, there are 4 pictures. Cô có 4 bức tranh nè. Rồi, cô có là 4 phrase. Cô có 4 cái cụm từ luôn. Như vậy chúng ta hãy coi coi những cụm từ đó chúng ta dán vào những picture nào đây. Nào. Rồi, look at picture 1. Bức tranh thứ nhất nè, đó là gì mấy em? Robot ta làm gì đây? What's a robot? He do the gardening. Picture 2, mấy em nhìn coi có a child nè, có trẻ con nè. Như vậy làm gì mấy em? Take care of children. Picture 3, chúng ta coi in the kitchen. Ở trong bếp đó. Vậy là gì mấy em? Cook meal. Rồi biết chơi kế tiếp là look at nè. Ở đây có comb nè. And gì mấy em? Scissor. Như vậy đó là gì? Cut hair. Rồi bây giờ chúng ta xong phần khởi động, mấy em đã vào phần đầu tiên communication. Nào we study vocabulary. Rồi look at, listen and repeat. Comb hair, comb hair. That means chải tóc. Bend over, bend over. Bẻ hoặc bẻ cong hoặc là uốn cong. Wake up là đánh thức. Foot out of bed, foot out of bed là đẩy ra khỏi giường. Now, get again. Come here, bend over, wake up, foot up out of bed. À, chúng ta còn một từ nữa học luôn cho cô nha. Technology, technology. What's the missing word for it get of the interview? Em coi coi có những cái từ nào nha. Look at. One, listen to the radio program from 14 News and fill in each gap with the word you hear. Do you understand? Mấy em hiểu người ta yêu cầu gì không? Hãy nghe cái chương trình này nha. Chương trình là 14 nè. Rồi chúng ta hãy điền vào chỗ trống những từ mà chúng ta nghe được nha. Rồi, how many blanks are there? Chúng ta có bao nhiêu chỗ trống mấy em? There are 5. Chúng ta có tất cả 5 chỗ trống. Và chúng ta hãy nghe cái bài nghe này là chúng ta điền nha. Nào, listen to safety. Unit 12, page 63. Communication, activity 1. Listen to the radio program from 14 News. Then fill in each gap with the word you hear. Welcome to Technology and You. Today we ask our friends around the world to tell us about their robots. Firstly, Tommy from Sydney, Australia. The robot I have can understand some words I say. It can comb my hair and help me get dressed. However, it can't clean my shoes because it can't bend over. Secondly, Luen Tran from Hanoi, Vietnam. My first robot was an alarm clock. It could wake me up every morning. It could shout, "Wake up!" It could push me out of bed. It helped me to get to school on time. Finally, Nubita from Tokyo, Japan. My future robot will be able to help me do the gardening.
It will be able to water the plants. It will be able to cut the hedge too. Rồi, listen again. Nghe lại lần nữa nha các em. Unit 12, page 63. Communication, activity 1. Listen to the radio program from 14 News. Then fill in each gap with the word you hear. Welcome to Technology and You. Today, we ask our friends around the world to tell us about their robots. Firstly, Tommy from Sydney, Australia. The robot I have can understand some words I say. It can comb my hair and help me get dressed. However, it can't clean my shoes because it can't bend over. Secondly, Luân Tran from Hanoi, Vietnam. My first robot was an alarm clock. It could wake me up every morning. It could shout, "Wake up!" It could push me out of bed. It helped me to get to school on time. Finally, Nubita from Tokyo, Japan. My future robot will be able to help me do the gardening. It will be able to water the plants. It will be able to cut the hedge too. Rồi, sau khi chúng ta nghe bài xong rồi, chúng ta bắt đầu điền từ nha. Nào, number one, who can know? Em nào biết number one là điền từ gì nè? À, đó là world. Number two, có em nào làm được number two không? It can clean my shoe because it can't bend over. Number three, who can? Em nào nghe được number three nè? My cái gì robots nè? My first. Number four, it help me get to on time. À, còn người máy này giúp chúng ta làm gì đúng giờ nè? Nó who? À, đánh. It's school. Rồi, number 5. Em nào nghe được number 5, điền được number 5 nè. It will be able to the plant. Nó làm gì, có khả năng làm gì cây cỏ nè. Water. Rồi, có em nào làm được, điền được hết năm từ không các em? Good. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần kế tiếp nha. Rồi, key one on reading. Rồi, the first you study vocabulary. Now, listen and repeat. Nghe lặp lại theo cô nha. Space robots. Space robots là người máy không gian. Space station. Space station là trạm không gian. Apart from. Apart from là tách khỏi. Now, this again. Đọc lại lần nữa nha mấy em. Space robots. Space station. Apart from. Now look at. À, mấy em coi coi. Ở đây chúng ta có two picture nè. What are people watching? À, mấy em xem hai người này đang làm gì đây? À, họ đang làm gì? They are watching how robots can do things. Họ xem những con robot làm những thứ như thế, như thế nào. Right. Look at, read the new report on the International Robot Show, then answer the question 564. Mấy em hãy lật sách ra nè, nhìn vô cái trang 64 và mấy em đọc nhanh cho cô cái bài reading nha. Now, for 3 minutes. 3 phút thôi nha. Do you finish? Xong hết chưa? Okay. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục hãy answer question last. One, what show is on Hanoi now? Two, who is interested in home robots? Who like to see teaching robots? What other kind of robots are there?
you finish? Okay. Rồi, number one. Em coi number one dựa vào bài thì chúng ta sẽ có câu answer như thế nào? À, is a robot show, đó là cái chương trình về người máy. Rồi, number two, câu số 2 nè, ai quan tâm tới là người máy ở nhà nè. Rồi, young people are interested in home robots, là những người trẻ tuổi nha. Number three, ai thích xem người máy dạy học? The children like to see them, cũng là trẻ con. Number four, what other kind of robots are there? Có những cái loại người máy nào khác nữa không? Okay, there are worker robots, doctor robots, and spy robots. Now, lately speaking, chúng ta sang phần kế tiếp nha mấy em, đó là phần nói nè. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lên trên màn hình xem. Write what you think each kind of robot will be able to in the future. Rồi mình coi mình viết những cái mỗi cái loại robot đó là nó sẽ có khả năng làm gì trong tương lai nha. Rồi ở đây cô cho có how many robots are there? À, there are five robots, có năm loại người máy nha. Người máy đầu tiên nè, home robots, teaching robots, worker robots, doctor robots, and spy robots. Rồi người ta yêu cầu nè, what they will be able to do in the future, họ sẽ có khả năng làm gì trong tương lai. Rồi bây giờ mấy em coi người máy làm công việc nhà đó, thì người máy ở nhà này có thể làm gì nè? They will be able to recognize our face. Họ có thể nhận biết được gương mặt. Rồi bây giờ mình coi cái người máy dạy học nè. Người máy dạy học mình sẽ làm gì nè? Who can know? Có nào biết không? À, người máy dạy học sẽ làm gì? They will be able to help improve in the pronunciation. Giúp chúng ta làm gì mấy em? Cải thiện được cái phát âm tiếng Anh. À, bây giờ mấy em sang worker robots làm gì nè? À, they will be able to build our houses and buildings. Họ có khả năng làm gì? Xây nhà và những tòa nhà nha. Rồi mình coi người máy bác sĩ làm gì đây nha. They will be able to help sick people, có thể giúp đỡ những người bệnh. Và finally, cuối cùng là spy robots làm gì đây? They will be able to build spy station on the moon and other planets. Là họ có khả năng xây những cái trạm không gian trên mặt trăng và những cái hành tinh khác. Rồi bây giờ dựa vào cái bảng này, các em hãy là gì, nói với bạn của mình, hãy nói năm cái loại người máy này trước lớp nha. Nào, who volunteers? Rồi, em nào xung phong nè, chúng ta tập nói nha. Rồi, ok, chúng ta sẽ sang phần kế tiếp. Là cue listening. Giờ mấy em sẵn sàng cái kỹ năng nghe. Rồi, look at. From we, me and we are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person say what. Mấy em coi ở đây chúng ta có bao nhiêu nhân vật đây? Có tất cả là 4 nhân vật. Và mấy em hãy nghe coi những nhân vật này là người ta thảo luận với nhau. Là họ là mình coi những cái ý này là người nào nói nha. Rồi, chúng ta có tất cả là bao nhiêu ý đây? À, tất cả là 5 ideas, có 5 ý nha. Rồi, mấy em hãy coi và mấy em coi cây. Coi người nào nói nè.
Rồi nào, listen the step đi. Unit 12, page 65. Skills 2. Activity 2. Fong, Vi, Mi, and Yui are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what. Some people think in the near future, robots will be able to do all of our work. What do you think about this, V? I agree. I think we will live comfortably then. What's your opinion, Zui? I agree with V. I think they will even be able to do dangerous work for us. What about you, Mi? I don't agree, Zui and V. I think if they do all of our work, we will have nothing to do. I agree with you, Mi. Robots won't be able to do all of our work. Yeah, and I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad things. Listen again. Nghe lại lần hai nha. Unit 12, page 65. Skills 2. Activity 2. Fong, Vi, Mi, and Yui are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what. Some people think in the near future, robots will be able to do all of our work. What do you think about this, V? I agree. I think we will live comfortably then. What's your opinion, Zui? I agree with V. I think they will even be able to do dangerous work for us. What about you, Mi? I don't agree, Zui and V. I think if they do all of our work, we will have nothing to do. I agree with you, Mi. Robots won't be able to do all of our work. Yeah. And I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad things. Rồi, sau khi mấy em nghe xong rồi, bây giờ mấy em đón coi cái ý đầu tiên nè. We will live more comfortably in the near future. Rồi, chúng ta sẽ sống thoải mái hơn ở một tương lai gần. Ý kiến là của ai nè? Who can? Đó là của bạn, bạn Vì. Rồi, the second, ý thứ hai, robots will be able to do dangerous work for us. Của ai vậy mấy em? Đó là của bạn, bạn Duy. Và ý kiến kế tiếp, if robots do all of our work, we will have nothing to do. Ý kiến của bạn nào? Đó là bạn Mi. Rồi, four, robots will not be able to do all of our work. Người máy sẽ không có khả năng làm tất cả mọi công việc. Như vậy ý kiến này của ai đây? Đó là bạn Phòng. Và ý kiến cuối cùng của bạn nào mấy em? Đó là bạn Mì. Rồi có nào nghe được phân biệt được tất cả năm bạn hết, ý kiến của bốn bạn hết không? Oh good. Rồi chúng ta sang phần kế tiếp nha. Nào, complete the paragraph with the phrase or sentence from the book. Rồi mấy em coi là chúng ta hãy hoàn tất nha. Rồi chúng ta có tất cả là 4 phần A, B, C, D. Rồi chúng ta có một cái đoạn văn. Rồi bây giờ mấy em nhìn vào đoạn văn nha. Chúng ta có for
Number. Wow. Rồi bây giờ number one, who can? Hai mấy em number one chúng ta điện gì nè? Đó là be. Là firstly. Mấy em thấy không? Trước tiên chúng ta dùng này. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer. Number two, who can know? Em đã biết number two. À, number two đó là mấy em coi. There will not be enough energy in the future because future robots will yield too much power. À, bởi vì là robot nó sử dụng rất là nhiều năng lượng nha. À, number three. Number three mấy em coi nào. Finally, we must be careful because gì nè? Because some people will use robots to do bad things. And for the reason number four, D. I do not think robots will be useful in our future. À, chúng ta đã hoàn tất. Có em nào đúng hết được 4 câu không nào? Oh, very good. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Let's begin to look in bed. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần kế tiếp nha. Rồi, look at. Fill the blank with the verb from the book. À, hãy điền những cái động từ ở trong cái hộp này nè. Must understand, grasp, recognize. Chúng ta có there are four sentences, có 4 câu và mấy em hãy điền nhanh cho cô nha. Nào, 1 minute, 1 phút thôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta coi. Number one, robot will be able to run our house when we are away. Number two, who can? Number two, number two chúng ta điền gì? He can. He can make coffee, là có thể làm được cà phê đó. Number three, who can number three? Understand, do you understand all that I will say? Rồi, bạn có hiểu tất cả những gì tôi nói không? Number four, recognize, nhận ra. Rồi, các em làm đúng hết 4 câu nào. Oh, very good. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Rồi, next. Rồi, cái yêu cầu kế tiếp yêu cầu my question with the word what are the procedure and narrative answer to the question. Rồi, procedure là khẳng định, narrative là gì mấy em? Phủ định, câu trả lời khẳng định và phủ định đối với những câu hỏi này nha. Nào, đầu tiên chúng ta hãy my question, sắp xếp lại những cái câu này thành một câu hoàn chỉnh anh nha. Và sau đó hãy chọn câu trả lời. Now 4 minutes, 2 phút thôi nha. Do you finish? Oh yes. Now number one, who can number one? Câu này chúng ta sắp lại được thành gì mấy em? Đó là will robots be able to make coffee in the future? Thì ở đây mấy em thấy robots là số nhiều, do đó chúng ta dùng để từ là đây. Dễ câu trả lời, nếu đồng ý thì mấy em trả lời là yes, they will. Nếu không đồng ý mấy em trả lời no, they won't. Rồi, number two, who can? Chúng ta sắp câu số 2 lại cái nào. Could he ride a bike when he was year 6? Nếu agree thì mấy em trả lời là yes, he could. Còn did agree thì mấy em trả lời no, he couldn't. Rồi, cái câu này chỉ khả năng ở đâu mấy em? Khả năng trong quá khứ. Còn câu 1 chỉ khả năng ở đâu? Chỉ một khả năng ở tương lai. Rồi, number 3. Có chữ can nè, như vậy thì mấy em chữ can này chỉ khả năng ở đâu? Diễn tả một khả năng ở hiện tại. Rồi, chúng ta sắp xếp lại nha. Can you do the dishes? Yes, I can. No, I can't. Thì qua phần bài chúng ta mới vừa làm là chúng ta ôn lại là những từ chỉ ở khả năng ở tương lai, ở quá khứ và ở hiện tại. Rồi, chúng ta sang phần kế tiếp nha. Rồi, chúng ta sang phần Rogers. Rogers hôm nay chúng ta đang học nguyên bài chúng ta mới vừa học, đó học về gì nè? Đó là học về robots. Rồi, bây giờ mấy em hãy draw a robot up
Yours. Hãy vẽ robot của chính mình nha. Rồi, hoặc là mấy em làm gì? Or find a photo of a robot. Hoặc là tìm một bức ảnh của robot. Rồi, phần này mấy em về nhà mấy em vẽ cho cô nha. Rồi, mấy em vẽ xong rồi, mấy em chụp ảnh xong rồi, mấy em gửi qua Zalo cho cô nha. Rồi, phần kế tiếp, kết thúc bài thì mấy em hãy về nhà làm cho cô hai cái hoạt động. Thứ nhất, learn vocabulary, học lại từ vựng cô đã dạy. Và thứ hai, do exercise it again, làm lại bài tập nha. Và nhớ là chúng ta vẽ hình robot hoặc là sưu tầm hình của người máy đó. Xong rồi mấy em gửi Zalo cho cô chấm điểm cho các em nha. Rồi, bye.